Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Linh, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán tại quận Bình Thạnh ạ. Chào em trai. Dạ vâng, trước hết cho em gửi lời tới chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn nữ xinh đẹp ở phía bên rèm. Và chào toàn thể các quý vị khán giả và các đồng chí đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Bùi Đình Minh. Năm nay thì em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện giờ thì em đang học tập và công tác tại Lữ đoàn Đặc công 429 thuộc binh chủng Đặc công. Lữ đoàn nó nằm ở đâu em? Dạ, lữ đoàn hiện giờ đang đóng quân ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương anh ạ. À, quê dạ, vâng. Ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội ha. Dạ vâng ạ. Vậy thì đi về Thái Bình cũng đâu có xa đúng không? Dạ đúng anh ạ. À, thế cũng về. Hợp lý rồi. Dạ. À, bạn gái nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, vui vẻ ạ. Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ, là một người có suy nghĩ tích cực và lạc quan về cuộc sống. Có điểm yếu gì không em? Có nhiều ạ. Em cũng hơi kỹ tính một tí. Em hay ăn hiếp. Ăn hiếp ai? Ăn hiếp ví dụ như là em gái hay bạn thân. Vậy là mày muốn ăn hiếp bạn trai dữ lắm phải không? Dạ, cái đấy thì tùy bạn trai ạ. Còn cái điểm yếu nào nữa không? Là em cũng hơi mất bình tĩnh một chút khi nói chuyện với mẹ, nếu như mà mẹ nhắc nhở em về cái chuyện lập gia đình ạ. Là ở nhà hối hay sao? Dạ, mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ. Trời đất ơi. Dạ, ở ngoài một số vùng quê ở ngoài miền Bắc ấy ạ, mà con gái ngoài 25 tuổi mà chưa lấy chồng ấy ạ, thì ế nó rồi, nó nặng lề lắm ạ. Thế nên là mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ tùm lum lên. Tùm lum mà chưa dính được mối nào hết hả? Dạ, ngày nào cũng bảo con ơi tối nay nghe điện thoại nhé. Thế nhưng mà điện thoại thì cũng có cuộc nghe, có cuộc không nghe, nhưng mà không đi đến đâu ạ. Trời ơi, thôi hy vọng hôm nay chị Văn Linh mát tay nha. Dạ. Ha, rồi. À, bạn trai nãy em nói em làm đặc công, là cái cụ thể cái việc em đang công tác là cụ thể là việc gì vậy em? Em hiện giờ đang làm là chính trị viên đại đội ạ. Chính thì em trị viên. Làm về công tác đảng và công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền cấp dưới ạ. À, ba sao này là chức vụ gì em? Dạ, giờ ba sao là thượng úy anh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của thượng úy là gì? Dạ thì em cũng cảm thấy mình là một người hiền lành ạ, thân thiện, chịu khó, hay cười ạ. Rồi điểm yếu là gì? Em có điểm yếu mà mới gần đây mới phát hiện ra là em ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Ai phát hiện ra cho em? Dạ hồi hôm về Tết thì là em về với ông ngoại em, thì em ngủ với cả ông ngoại em. Thì sáng ngày sau ông có hỏi là hôm qua Minh đi lên rừng cưa gỗ hả Minh? Ủa đồng đội em không phát hiện ra để ông ngoại phát hiện ra? Không, ngáy tại nhiều khi thường. Em ở nguyên đồng đội em là ai cũng cưa hết trơn. Người nào cũng ngáy đều phải không em? Và một điểm yếu nữa của em nữa là em quét nhà hơi nhiều. Quét nhà hơi nhiều. Hả? Quét nhà hơi nhiều, kỹ tính quá đúng không? Dạ không phải, tại em cứ thấy về phòng em mà thấy nhà cửa mà có bẩn quá thì em lại nhảy vào quét nhà, lau nhà. Kỹ tính quét quá. Quét một ngày mấy lần? Dạ một ngày có thể quét chục lần. Trời đất ơi. À, tình trường thì sao em? Dạ báo cáo chị, em mới có một mối tình đơn phương ạ, 5 năm rồi. Trời ơi. Yêu gì 5 năm dữ em vậy? Em có coi như chàng trai còn trong trắng. Chiến đấu gì dở quá, 5 năm không tấn công được. Thiệt tình. Còn bạn gái mấy mối tình rồi em? À, dạ, em trải qua một mối tình ạ, kéo dài hơn 1 năm ạ. Lý do em chia tay là gia đình bạn trai em thì coi trọng việc môn đăng hậu đối. Và bạn trai em với em thì chắc là tình cảm cũng chưa đủ lớn để vượt qua những cái thử thách đấy ạ. Hy vọng mối tình mới được sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ rất là thuận lợi đó. Hồi đó giờ em có nghĩ là em sẽ quen với một chiến sĩ không? À, ngày xưa thì em hay xem chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Thì em cũng thích. Thế nhưng mà thấy các chú, các bác nhà mình, người thân nhà mình ấy làm bộ đội thì hay phải xa gia đình nhiều ấy ạ. Thì em cũng hơi bớt thích điều tí, nhưng mà em cũng vẫn thích. Vậy em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em mong là sẽ được cao hơn 1m7. Mập mập một chút nữa, bởi vì em cũng hơi mập. Thế lại về tính cách thì bản lĩnh, trưởng thành, có chí tiến thủ trong công việc. Trời ơi, đây là chính trị viên em hả?
Vâng ạ. Trời ơi, chính trị viên là bản lĩnh vô cùng tận em ơi. Được rèn luyện trong quân đội rồi thì đừng nói chuyện đó. Bao luôn với em luôn. Còn gì nữa không? À, ngoài ra về thì trong cuộc sống cũng như là trong gia đình thì biết tôn trọng, chia sẻ và quan tâm tới em ạ. Quá đơn giản. Em thấy ông còn quét nhà một ngày 10 lần mà làm gì không quan tâm được. Chị nghĩ tính cách là ok rồi đó. Giờ em chi tiết về ngoại hình đi, em muốn làm sao? Không cắt tóc mà sọc ngang, sọc dọc thì chắc là bộ đồ thì chắc không có. Trời ơi, em đó em nhìn xuống hết mấy anh ở dưới coi có anh nào mà tóc mà sọc ngang, sọc dọc không? Làm gì có. Mặt mũi thì tóc mắt tai mũi nghiêm túc. Rồi. Mắt mũi môi miệng mọi thứ là đúng vị trí. À, chắc đúng rồi đó. Răng thì không 9630. Ủa là sao? 9630 là sao? Mọc lên lộn xộn không có xin phép ấy ạ. À, là 9630. Chín cái mọc ra ngoài rồi ba cái mọc vô trong rồi có chỗ không có cái nào đó hả? Dạ. Trời ơi, 9630 lần đầu tiên tôi nghe răng. Có thẳng hàng đều không? Răng này là 10 trên 10 luôn. Rồi, được. Em không thích bạn trai gia trưởng, bảo thủ, hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ, em không ạ. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thứ nhất về cái tính cách thôi anh ạ. Hiền lành, biết tôn trọng người trên người dưới. Đặc biệt là biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đó hả? Vâng. Là dạ. Tức là em muốn la sao la ta nhịn hết tới luôn đó hả? Dạ không anh ạ. Cuộc sống thì có rất là nhiều vô vàn những vấn đề khó khăn đi anh. Nếu mà hiện giờ bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng mà khi gặp khó khăn thì em nghĩ là trong gia đình thì vẫn mong muốn là người này có thể là nhẫn nhịn khuyên bảo với nhau, người kia cũng thế. Có điều gì thì vợ em còn nóng tính thì em cũng cố gắng nhẫn nhịn mà ngược lại thì để cho cuộc sống mình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ anh sẽ qua xem mắt đàn gái coi thế nào nha. Đồng chí thượng úy. Chào anh. Gái dễ thương ha. Hai cái đồng điếu nhỏ nhỏ dễ thương lắm nha. Lấy chồng bộ đội thì phải hy sinh một chút cá nhân của mình, tức là chồng phải đi công tác rất nhiều. Em nghĩ là nếu mà đã yêu thương nhau, lấy nhau thì sẽ thông cảm cho nhau ạ. Với một điều kiện nữa là bạn trai có công việc riêng như thế, với lại phải đi xa như thế thì bù lại là phải biết quan tâm và yêu thương tới em nhiều ạ. Vậy là yên tâm rồi đó, anh thấy chuyện đó yên tâm. Rồi, được rồi, chị qua bạn gái dễ thương lắm bạn trai. Vâng ạ. Rất là dễ thương. Chào em. Vâng ạ. Có cái gì em không thích ở người bạn gái? Tính cằn nhằn. Nói nhiều. Nhưng mà tụi em là yêu xa, em là ở Bình Dương đúng không? Dạ vâng. Rồi chị. Cái giờ giấc làm việc em sao? Trong khi bạn gái ở thành phố thì em nghĩ là bao lâu thì hai đứa gặp nhau hẹn hò để tìm hiểu nhau được? Dạ vâng. Thì thủ trưởng ở đơn vị chúng em thì vẫn tạo điều kiện cho những thằng trai nào mà đến tuổi lấy vợ rồi. Chúng em cũng có chế độ là tranh thủ hàng tháng, có thể điều kiện là tranh thủ thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Các bạn có nghĩa được nghỉ mỗi tuần là có thể điều đặn lên thăm bạn gái được đúng không? Dạ vâng. Và thì mong muốn là có thể là khi nào chúng em trực thực hiện theo nhiệm vụ thì cũng mong muốn là bạn gái cũng có thể là đến thăm đơn vị chúng em. À, cũng có thể tới thăm đơn vị được chứ gì? Được không em? Dù có lúc bạn trai về thăm mình nhưng mà cũng có lúc mình tới đơn vị mình thăm cho biết. Dạ có được ạ. Làm được ha. Dạ vâng. Rồi tìm hiểu một năm rồi tiến tới hôn nhân thì em thấy ổn không? Dạ em thấy ổn. Cái điều đó cũng phải mong và tùy thuộc vào bạn gái nữa. Hiện giờ đơn vị em cũng các thủ trưởng cũng có nhà cho chúng em sau khi lập gia đình. Là lập gia đình cho vợ vô đó ở được luôn đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi ok. Rồi mình đi với ai? Dạ em đi cùng với cậu vợ và em gái của em ạ. Chào cậu. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Chào các anh chị phía bên nhà bạn trai. Thì hôm nay đến đây rất là vui vì chương trình bọn muốn hẹn hò thì ở nhà là mở với lại các cháu thì thường xuyên xem. Xong rồi cái động viên Linh đi thì Linh không chịu đăng ký, xong rồi mở với em đăng ký cho hôm nay đến. Rất là vui. Về phía bạn trai bên này thì thực ra là mình rất là thích quân đội. Về phần phía bạn trai này thì rất ok rồi. Mình rất là hài lòng. Trong cuộc sống hàng ngày thì Linh cũng nhanh nhẹn. Vào trong này 2 năm thì cũng ít bạn bè. Thế toàn mối quan hệ là trà sữa thôi. Thế thì rất mong là hai bạn đến đây chương trình thì nên cho nhau một cơ hội. Bởi vì sau này quyết định cuối cùng cũng vẫn phụ thuộc vào hai bạn. Rồi, cảm ơn cậu. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Rồi. Chào anh ạ. Chào em. Gặp em trực tiếp thấy thấy em rất là xinh và có lụa má lúa hồng đồng tiền rất là duyên. Trước hết
anh có bó hoa thì anh gửi tặng em cả một quyển sách nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh và cũng là một quyển sách ạ. Anh cảm ơn em. Anh sẽ đọc hết cái quyển sách này của em, tại vì anh rất là thích đọc sách. Bạn nữ coi bạn nam tặng quà gì kìa, ngồi xuống đi bạn, ngồi hai bạn ngồi xuống đi. Hả? À, cũng sách. Là một cuốn sách hiểu về trái tim ạ. Nhưng mà sao có cái ngôi sao ở trên nhiều quá vậy? Sao này là anh tự gấp ạ? Dạ vâng, đây là sao ước em ạ. Em có chắc là anh gấp 100% không ạ? Cái này thì là có tờ giấy cắt sẵn thì em, nên là về gấp thì rất là nhanh. Có lòng quá. Cũng có nhờ các đồng đội hỗ trợ. Thì anh cũng chuẩn bị đến tuổi lấy vợ, thì anh mong muốn là mình có một ngôi sao mang người yêu mình đến. Anh không phải là một người có thể là hô mưa gọi gió, nhưng mà anh tin nếu mà em cần một người là chắn nắng che mưa hoặc là chăm lo chăm sóc cho em thì anh nghĩ là mình chắc chắn mình làm được. Dạ vâng ạ. Anh có muốn hỏi thêm em gì không? Em có biết nấu ăn không ạ? Biết nấu ăn và giỏi thì em không dám nhận, nhưng thích nấu ăn thì em có thích nấu ăn. Thế ạ, chúng ta có nhiều điểm chung như thế thì là sẽ mong có điều kiện là chúng ta sẽ tới với nhau hoặc là còn trao nhau cơ hội nhiều hơn. Rồi, hát tặng bạn gái bài đi bạn trai. Em rất là thích hát nhưng mà em hát không được hay lắm ạ. Anh cứ thể hiện đi ạ. Đến gần bạn gái hát luôn. Đó. Đừng hoài nghi tình anh em nhé, ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mai hôm nay ân tình vẫn đong đầy, và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu một trái tim trao em. Bạn nữ cảm nhận về bạn nam trước mặt mình như thế nào? Bạn nam là một người chín chắn, chững chạc ạ. Có ăn hiếp người ta không? Cái đấy thì phải tùy bạn nam. Bạn nam mà trị lại được em thì em sẽ không ăn hiếp. Nếu mà để em bắt nạt thì chắc là em sẽ không từ chối. Đó, vậy giờ từ thổi ban sơ mới về nhé em. Sao nhắm ổn không em? Dạ. Nhắm trị nổi bạn này không? Hay là để bạn ấy ăn hiếp? Sự là em chỉ ngại mỗi bạn gái dỗ thôi, bởi vì em không biết nếu bạn gái dỗ thì phải dỗ như nào rồi. Còn nếu ăn hiếp thì em cũng cam chịu một phần. Cam chịu một phần, trời ơi chiến sĩ. Cam chịu một phần. Nghe thấy thương quá. Nhường đi em ha. Rồi bây giờ mỗi người nhìn thẳng vào nói một câu tận đáy lòng của mình. Trong tim mình nghĩ thế nào, mình nói như thế, mình có rung động với người đối diện hay không? Thật sự từ lâu lắm rồi thì anh chưa cảm giác là tim mình đập nhanh như này, là cảm giác nói bồi hồi như này. Thì hôm nay gặp em như thế, anh biết cảm nhận là mình cũng có tình cảm với em và cũng mong muốn em cũng cho anh một cơ hội. Hôm nay thì gặp anh ở chương trình em cũng khá là bất ngờ. Qua những gì anh và em trao đổi nãy giờ, em cũng thấy là chúng ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng với nhau. Còn những điểm gì mà chúng ta còn thấy chưa hiểu và chưa thoải mái với nhau thì hai chúng ta hãy cùng cho nhau một cơ hội. Anh cảm ơn em. Tuyệt vời. Rất nhanh gọn. Đặt tay vào nút bấm nè. Đây. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi. Rồi, bắt đầu từ bây giờ, giây phút này đây, ngày hôm nay, trước mặt gia đình hai bên, trước mặt các chiến sĩ đồng đội của mình, cấp trên của mình, hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Xin phép cậu. Ừ. Đã chọn xin phép là cậu. Thì hôm nay cũng có điều kiện là chương trình đã cũng có xe duyên giúp cháu gặp với cả Linh. Thì cháu cũng mong muốn thời gian tới là cậu cũng tạo điều kiện cho anh em chúng cháu. Xin phép rồi. Một điều hết sức là quan trọng đó là hôn nhau để chứng minh nút bấm của mình là đúng. Em đã đồng ý. Những chiếc bé của cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn.
Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như là đang ngồi gần bên nhau. Đây, quyển sách của bạn gái. Hoa và sách và ngôi sao của em. Em cảm ơn ạ. Rồi, sớm báo tin vui nha. Rồi.